chơi ngựa bẫy quá, anh đến từ đâu anh? À, tôi từ Hà Nội. À thế ạ. À. Hôm nay anh đi vào cổ vũ trận Đà Nẵng Hà Nội từ hôm nào? Tôi vào gần sáng nay rồi, tôi đi du lịch vào đây mà. À thế ạ. Vâng. Tôi vào đoàn đây anh em là công nhân làm lao động. À thế ạ. Ừ. Hôm nay là hôm nay tiện thể là có đây là bố của bạn Kiên. À. Văn Kiên. Văn Kiên. Đã rất hay mà vào vòng gần đây. Dạ. Cảm ơn anh. Vâng. Ê, hôm nay anh dự đoán Hà Nội sẽ thắng mấy? Chẳng có sao rồi. 3-0, 3-1. 3-1 à? Chú dự đoán Hà Nội thắng mấy ạ? Hà Nội sẽ thắng phải thắng 3. Mà thì anh chơi bóng đá, tôi thích yêu tài xỉu thôi. Chú có tin tôi yêu tài không? Duyên thì chắc không khi, nhưng mà chắc Quảng Hải thì phải tự đi được. Vâng. Thế còn anh ạ? Anh thì cũng như thế thôi. Đấy, cũng là từ Nghệ An vào đây đi vào cổ vũ cho Trần Văn Kiên. Đấy, cũng vào gần một tháng nay rồi. Bây giờ đang xuất việc lắm để đi vào tiếp tục coi trận đấu của các em. Tài anh? Tài là nhất định rồi. À, thế thì phải lôi các anh Tài đến cổ vũ thì mới được. Cảm ơn các anh ạ. Okay. Cảm ơn chú ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.